Thoạt nhìn thì bạn sẽ thấy tê giác to lớn và đồ sộ, trông rất giống một con khủng long. Ngay cả khi bạn bỏ qua một lớp da dày, đôi chân giống như gốc cây và cơ thể to lớn của loài động vật này. Chiếc sừng mũi nổi bật của tê giác khiến nó giống với các loài khủng long Ceratopsis một cách kỳ lạ. Đây là một nhóm khủng long ăn cỏ, trong đó có một chi mà khi nói tên chắc chắn bạn sẽ biết, đó là chai Ceratops. Các thành viên của họ này đều biết đến về hình dáng hộp sọ phức tạp và sừng mũi dài tương tự như tê giác. Do những điểm tương đồng về đặc điểm thể chất của hai loài động vật này, nên mọi người có xu hướng nhầm lẫn chúng với nhau. Trong video ngày hôm nay, Bulljackshare chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về mối liên hệ và sự khác biệt giữa tê giác và khủng long để giải quyết những quan niệm sai lầm về sự giống nhau của chúng. Đây là video dưới góc nhìn của một người cùng tìm hiểu về sinh vật tiền sử giống các bạn, không phải chia sẻ kiến thức, nên các bạn hãy bình luận chia sẻ ý kiến văn minh ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Bulljackshare, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Mọi người đều biết khủng long là loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng, nhưng không phải tất cả các loài bò sát đã tuyệt chủng đều đủ điều kiện để được gọi là khủng long. Khủng long là một nhóm bò sát sống trong kỷ nguyên Mesozoic từ 252 đến 66 triệu năm trước. Chúng có các chi sâu thẳng đứng ngay dưới cơ thể. Hầu như tất cả các loài khủng long đều sống hoàn toàn trên cạn, chỉ có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Spinosaurus sống bán thủy sinh. Chúng đều sinh sản hữu tính bằng cách đẻ trứng, nhưng loài khủng long rất đa dạng. Cho đến nay, đã có ít nhất 1.000 loài khủng long đã được xác định. Chúng bao gồm từ những loài nhỏ có lông cho đến những loài khổng lồ có cổ dài vài chục mét. Một số loài khủng long có sừng, trong khi những loài khác có mào hoặc đầu có vòm. Với tất cả những biến thể và khả năng thích nghi riêng lẻ này, việc một số trong số chúng giống các loài động vật khác ngày nay là điều bình thường, mặc dù không liên quan trực tiếp đến chúng. Những quan niệm sai lầm về tê giác và khủng long cũng bắt nguồn từ những điểm tương đồng này. Cách chính để phân biệt rõ ràng tê giác với khủng long là truy tìm dòng dõi và phân loại của chúng. Đây là những yếu tố chính quyết định thuộc tính vật lý khác. Cũng giống như khủng long, tê giác có lịch sử phát triển lâu đời. Những con tê giác sớm nhất tiến hóa trong kỷ nguyên Eocene sớm, khoảng 50 triệu năm trước. Vào thời điểm này, loài khủng long đã tuyệt chủng được 16 triệu năm. Rất lâu trước khi các loài tê giác hiện đại xuất hiện, một loạt các loài tê giác khổng lồ đã lang thang trên trái đất. Chúng tiến hóa từ cùng một tổ tiên là heo voi và ngựa, rồi phân thành nhiều dạng khác nhau trong suốt thời kỳ Paleogen và Neogen. Tê giác thời tiền sử sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ đồng cỏ rộng lớn đến rừng rậm. Một số loài đáng chú ý nhất từng sinh sống ở các vùng đất cổ đại của châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi, bao gồm Elasmotherium, Paraceratherium, Acidotherium và Teleoceras. Một số loài tê giác thời tiền sử này có kích thước ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua một số loài khủng long. Việc phát triển đến kích thước lớn như vậy sẽ mang lại lợi thế cho chúng, vì chúng phải cạnh tranh trong các hệ sinh thái của các loài động vật cỡ lớn khác. Tổ tiên của những loài tê giác thời tiền sử này là những sinh vật nhỏ, không có sừng, nhưng khi chúng tiến hóa, nhiều con trong số chúng phát triển sừng dài đầu tiên trên mặt nhằm phục vụ mục đích phô trương hoặc phòng thủ, giống như các loài tê giác hiện đại. Một số loài tê giác thời tiền sử cũng có những đặc điểm ngoại hình độc đáo dựa trên môi trường sống của chúng. Ví dụ, loài tê giác lông xù có bộ lông dài và dày để tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt ở Siberia. Điều lớn nhất khiến khủng long khác biệt với tê giác là việc chúng tiến hóa theo những con đường khác nhau. Nói một cách đơn giản, khủng long là loài bò sát, còn tê giác là động vật câu vú. Điều này có nghĩa là chúng có tổ tiên khác nhau và tiến hóa riêng biệt trong vài triệu năm. Sự khác biệt trong dòng dõi tiến hóa của chúng lấn át mọi điểm tương đồng về hình thái khác giữa hai nhóm động vật này. Dòng dõi động vật có vú được đặc trưng bởi việc chúng có lông, khả năng sinh con non và xu hướng nuôi con bằng sữa. Tê giác, giống như họ hàng động vật có vú của chúng, thể hiện tất cả những đặc điểm này. Chúng cũng là loài máu nóng, có nghĩa là có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giữ nhiệt độ ổn định bất kể nhiệt độ bên ngoài. Tuy nhiên, loài bò sát như khủng long lại đẻ trứng. Đã từng có một số nghiên cứu cho rằng chúng cũng có vảy hoặc lông vũ, nhưng không có lớp lông dày như các động vật có vú. Khủng long thường được mô tả là loài nhiệt đới. Điều này có nghĩa là chức năng tự điều chỉnh nhiệt của chúng ở mức trung bình giữa máu lạnh và máu nóng. Khủng long thống trị suốt kỷ nguyên Mesozoic. Khoảng thời gian này kéo dài khoảng 180 triệu năm, từ
từ 250 triệu cho đến 66 triệu năm trước. Mặc dù động vật có vú đã xuất hiện trong hầu hết thời kỳ này, nhưng chúng vẫn ở vị trí cuối cùng của chuỗi thức ăn. Tê giác và các loài động vật có vú khác chỉ bắt đầu tạo ấn tượng trong kỷ nguyên Cainozoic, sau khi khủng long biến mất khỏi hành tinh. Kỷ nguyên này bắt đầu từ khoảng 65 triệu năm và kéo dài cho đến ngày nay. Đặc biệt, loài tê giác đã tiến hóa trong kỷ nguyên Neocene khoảng 50 triệu năm trước. Tổ tiên chung là một sinh vật tổ tiên được chia sẻ bởi hai hoặc nhiều dòng dõi riêng biệt. Hai loài động vật được cho là có cùng một tổ tiên chung nếu chúng có nguồn gốc từ cùng một tổ tiên tại một thời điểm nào đó trong lịch sử tiến hóa. Ví dụ, ngựa và tê giác đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung. Tổ tiên chung là những mắt xích quan trọng trong kỳ tiến hóa, vì điều này đóng vai trò là một cầu nối di truyền, truyền lại các đặc điểm và thông tin di truyền cho con cháu. Do đó, những động vật có chung tổ tiên có xu hướng thể hiện những điểm tương đồng nhất định về ngoại hình tổng thể của chúng. Tuy nhiên, khi các loài phân kỳ và thích nghi với các môi trường độc đáo, chúng sẽ phân tích các đặc điểm giúp phân biệt chúng với các loài động vật khác có chung tổ tiên. Những động vật không nhất thiết phải có chung một tổ tiên để trông giống nhau. Điều này là do khái niệm tiến hóa hội tụ, một hiện tượng trong đó các loài không liên quan tiến hóa độc lập những đặc điểm tương tự. Các động vật phải đối mặt với áp lực môi trường hoặc chiếm giữ các hốc sinh thái tương tự, có xu hướng phát triển những đặc điểm tương tự để đối phó với những thách thức này. Chúng ta cũng có rất nhiều ví dụ về điều này trong tự nhiên. Ví dụ, chim và dơi không có quan hệ trực tiếp với nhau, nhưng cả hai đều phát triển khả năng bay. Cá mập và cá heo là một ví dụ điển hình khác thể hiện ý tưởng về tiến hóa hội tụ. Trong khi cá mập là cá và cá heo là động vật có vú, cả hai loài động vật đều có cơ thể thon gọn và chiếc đuôi khỏe cho phép chúng bơi và điều hướng hệ sinh thái dưới nước. Hay như Smilodon thuộc họ mèo, còn Thalacos milus lại thuộc họ thú có túi, dù chúng có ngoại hình tương đối giống nhau. Sự tiến hóa hội tụ là lý do chính khiến tê giác và khủng long có ngoại hình rất giống nhau. Cả hai loài động vật đều phát triển những khả năng thích nghi nhất định một cách độc lập để đáp ứng với các áp lực tiến hóa tương tự. Để tìm hiểu chi tiết hơn về từng chi này, các bạn có thể tìm xem danh sách phát hồ sơ cổ sinh vật hoặc xem các video nói về sinh vật thời tiền sử nổi bật ở đây nhé. Là loài động vật có vú thuộc nhóm Perissodactyl, tê giác có nhiều điểm tương đồng với ngựa và hà mã hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Mặt khác, khủng long có quan hệ gần gũi với chim hơn bất kỳ loài động vật nào khác, nhưng có những đặc điểm cụ thể mà bạn có thể tìm thấy ở cả tê giác và một số loài khủng long, khiến chúng ta phải so sánh chúng với nhau dù có một số bạn đã biết thừa hai loài này chả liên quan gì đến nhau, trong đó có cả chúng mình. Một trong những điểm tương đồng lớn nhất là kích thước. Tê giác là một trong số các loài động vật lớn nhất trên cạn hiện nay, chỉ xếp sau voi. Trên thực tế, những con tê giác thời tiền sử như Elasmotherium thậm chí còn lớn hơn cả tê giác hiện đại rất nhiều, mặc dù chúng không thể sánh bằng kích thước của những loài khủng long lớn nhất. Cả hai loài động vật đều có lớp da cứng theo cách riêng của mình. Đã từng có một số nghiên cứu cho rằng các loài khủng long đều có vảy hoặc lông, nhưng giờ đã bị bác bỏ và đang trong thời gian chờ nghiên cứu mới. Trong khi da của tê giác được tạo thành từ lớp da cứng, nhưng bất kể cơ chế chính xác là gì, làn da dẻo dai của chúng giúp bảo vệ chúng khỏi bị côn trùng cắn, tấn công từ các loài động vật khác và cả việc nhiệt độ tăng đột biến. Sừng mũi khổng lồ là các đặc điểm chung khác mà cả hai loài đều có. Mặc dù không phải tất cả các loài khủng long đều có sừng, nhưng có một số loài đáng chú ý như Triceratops. Hầu hết các loài Ceratopsian đều có sừng trên mõm và phía trên mắt. Giống như tê giác, sừng của chúng phục vụ mục đích tự vệ, thu hút bản tình và cạnh tranh cùng loài. Nhưng vẫn có những khác biệt đáng chú ý, ngay cả trong chi tiết quan trọng này liên kết cả hai loài động vật. Sừng của Triceratops được tạo thành từ xương rắn từ trên xuống dưới và gắn vào hộp sọ của nó. Còn tê giác có sừng làm từ keratin, chất liệu tạo nên móng và tóc ở người. Có nghĩa là sừng của chúng không cứng bằng sừng của khủng long. Cuối cùng, khi bạn xem xét tê giác đã tiến hóa cách đây bao lâu, thật dễ hiểu tại sao chúng cũng có thể được coi là động vật thời tiền sử. Chúng là một trong những loài động vật có vú sống trên cạn lâu đời nhất. Cùng với cá sấu thì tê giác cũng là một loài được mệnh danh là hóa thạch sống. Vậy cuối cùng tê giác có phải là khủng long không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bất kể bạn có thể tìm thấy bao nhiêu điểm tương đồng giữa chúng, thực sự không có khả năng cả hai loài động vật này có quan hệ họ hàng với nhau. Lý do chính khiến mọi người đôi khi có thể nhầm lẫn chúng với nhau là do hình dáng cồng kềnh của tê giác và chiếc sừng mũi nổi bật của chúng gợi nhớ đến một số loài khủng long. Nhưng khi bạn nhận ra rằng các loài động vật sống trong điều kiện tương tự có thể tiến hóa những thích nghi về mặt giải phẫu giống nhau ngay cả khi không có quan hệ họ hàng với nhau, đó là cái hay và cái đẹp mà quá trình tiến hóa hội tụ mang lại.
bạn sẽ dễ dàng bỏ qua những điểm tương đồng này. Sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa hội tụ và cách nó ảnh hưởng đến giải phẫu so sánh của hai nhóm động vật có thể giúp xóa tan những quan niệm sai lầm về mối quan hệ của chúng. Những quan niệm sai lầm về các sinh vật thời tiền sử như thế này có thể sẽ bóp méo sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử trái đất và hạn chế sự đánh giá về sự tương tác phức tạp giữa các loài và môi trường. Đây là lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu thêm về kiến thức trong việc làm sáng tỏ những bí ẩn về cuộc sống cổ xưa. Những câu chuyện không chính xác về bản sắc động vật làm mờ đi ranh giới giữa các thời đại, loài và con người tiến hóa khác nhau. Hầu hết mọi người đã khó nắm bắt được ý tưởng về thời gian địa chất, sự tiến hóa và sự tuyệt chủng. Những điểm không chính xác thuộc loại này có thể làm sai lệch hơn nữa về nhận thức, về sự phức tạp và đa dạng của các cuộc sống ngày xưa. Vừa rồi là những phân tích mà UltraXe chúng mình muốn gửi đến các bạn. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có điều gì cần bổ sung góp ý, các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Các bạn cũng có thể gửi idea hay content về cho chúng mình qua mail hoặc fanpage ở phần mô tả. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. I'm gonna burn.